Alo, chào anh em. Đợt vừa rồi thì mình vừa mới lên một cái bộ PC mà kết hợp giữa H5 Flow này và hai con fan Montech 140 đấy, và cái main tube này. Đấy thì bây giờ là mình cũng có một cái bộ mà nó giống như thế, nhưng cái bộ ngày hôm nay nó sẽ có một chút nâng cấp về cái phần ngoại hình. Đấy, nên là nhìn ngoại hình của cái bộ ngày hôm nay thì trông nó sẽ đầy đặn hơn và nó sẽ đẹp hơn. Thế nên là mình muốn show cho anh em. Sẽ có những cái linh kiện nó giống nhá, thì mình sẽ điểm qua thôi, bởi vì là mình đã nói khá kỹ ở bộ trước rồi. Thì đầu tiên là con main này, đấy, B650 Plus Wi-Fi, đây là một cái mã main mà ATX của ASUS này. Đấy, và chạy RAM DDR5. Cái mã này thì rất là phù hợp nếu anh em nào mà dùng mấy cái vỏ mà chạy main ATX. Đấy, thì lắp vào sẽ rất là fit. Đấy, và mức giá con này cũng khá là hợp lý. Thì mình thấy là ok, con này anh em có thể lắp là mấy con H5, H7 này, hoặc là mấy con bể cá, đều rất là ngon lành hành đào. Thì cái main này là main giống cái bộ trước này. Tiếp đến là cái vỏ là giống này, vỏ là H5 Flow rồi nhá. Cái fan này cũng giống luôn. Đấy, mình sẽ có là hai con fan AX140. Đấy, thì hai con fan này là mình sẽ lắp vào đằng trước. Thì bây giờ là mình sẽ vào những cái phần linh kiện mà nó sẽ khác với cái bộ đấy. Và tại sao thì mình lại nói nó là nâng cấp về cái phần hình ảnh. Đấy, thì đây mình sẽ giải thích cho anh em. Đầu tiên ấy, là cái bộ trước ấy, bộ trước thì chúng ta chỉ chơi cái tản nhiệt khí thôi. Nhưng mà bộ này thì mình đã có một con tản nhiệt nước rất là đẹp. Này, mình đã có một con tản nhiệt nước rất là đẹp, đó là con Deepcool LT520. Thì chủ yếu là những cái cây mà build như này ấy, thì là sẽ khách yêu cầu, bởi vì là thực chất thì con LT520 này nó khá là dư so với con chip ngày hôm nay. Vì là chip ngày hôm nay thì mình chỉ dùng con 14500 thôi. Nhưng mà khách thì thích cái thiết kế ở con LT520, thế nên là mình có build con LT520. Và cái bộ trước thì cái phần fan nóc nó bị trống, fan nóc là chúng ta chưa có lắp. Và bộ hôm nay thì mình sẽ bổ sung là cái con LT520 này mình sẽ lắp cái rát nước ở trên nóc. Đó, thì đây lắp theo kiểu truyền thống. Block nước con này thì quá đẹp rồi, nó theo kiểu signature của Deepcool rồi. Và mình sẽ bỏ hai cái fan đen này đi. Đấy, mình sẽ thay hai cái fan đen này bằng hai cái fan của Montech. Đó, rất đồng bộ luôn. Như vậy là hai fan trước là hai fan Montech AX140. Đó, hai fan trên nóc là hai fan Montech AX120 để thay cho cái fan thổi rát của tản nhiệt nước. Và đằng sau thì mình cũng dùng thêm một fan của Montech luôn. Đấy, như vậy là cái hệ thống ngày hôm nay nó có một cái sự phối kết hợp rất là lạ, đó là vỏ thì NZXT nhưng mà fan thì là full fan của Montech. Đấy, thì mình cũng đang khá là tò mò để xem là cái bộ ngày hôm nay thì lắp lên là nhìn nó có ok không. Rồi, thì bây giờ là xong về cái phần thiết kế anh em nhé. Đấy, thì bây giờ là mình sẽ điểm danh nốt những cái linh kiện còn lại của bộ PC ngày hôm nay. Các đồ họa thì nó lại yếu hơn con trước anh em ạ. Nó lại yếu hơn con trước. Con trước là 3070 Ti, túp. Nhưng mà cái bộ hôm nay thì chỉ có 3070 thôi. 3070 thì nó sẽ yếu hơn là 3070 Ti một chút, không có nhiều. Và có một đặc điểm khá là hay, đó là con này nó lại mát hơn. Bởi vì là nó chạy RAM DDR6 chứ không phải DDR6X như là con 3070 Ti. Đấy, và về cái phần thiết kế ngoại hình thì hai con giống hệt nhau luôn anh em nhé. Giống hệt nhau, chả khác cái gì cả. To nạc như nhau luôn. Hai đầu cấp nguồn 8 pin như nhau luôn. Và đây là một cái mã card sách tay, sách tay lướt còn khá là mới. Anh em thì nhìn này, cái mặt backplate nó còn nguyên ni lông luôn. Đấy, như vậy là nếu mà lột cái này ra thì lột cái này ra là nó đẹp keng luôn. Đấy, lột ra luôn. Đằng nào là cũng phải lột anh em ạ. Vì là cái này anh em nào mà không lột thì lúc mà sử dụng ấy, nó sẽ rất là nóng. Đấy, lột ra phát là như một cái cặc mới luôn. Mã này còn rất là đẹp luôn anh em nhé. 3070 túp, anh em nhìn FE này. Đấy, rất là đẹp luôn. Thì hôm nay là mình sẽ dùng con này. Con này thì lại khá là hợp với cái vỏ H5 Flow. Về phần RAM, RAM bộ trước thì mình có dùng con Ripzone M5 RGB. Thì hôm nay là mình cũng dùng một kit RAM RGB. Nhưng mà cái mã này thì nó có bớt cao hơn. Con này là con Vicolor Manta 32GB 2 thanh 16 và bớt rất là cao. Con này bớt là 6000 anh em nhé. Và cái LED của con này cũng rất là đẹp. LED thì về độ chuyển màu thì nó cũng xem với cả con M5. Về độ sáng thì hai con cũng xem nhau. Nhưng mà con Manta này thì bớt nó sẽ là cao hơn, bớt là 6000. Thì anh em nào mà thích bớt cao để có thể chơi con Vicolor này. SSD thì xịn hơn. SSD thì mình sẽ có một con Kingston KC3000. Nói chung là anh em nào mà có điều kiện mà thích ổn định thì cứ lên con KC3000 là ngon lành nhất. Còn một cái nữa khác với cái bộ đó, khác với cái bộ trước, đó là cái gì nhỉ, cái dây nối dài bộ trước thì mình chỉ dùng có hai đầu 8 pin thôi. Nhưng mà bộ hôm nay thì mình sẽ bổ sung thêm là một cái đầu 24 pin nữa. Đấy, như vậy là nhìn nó sẽ clean hơn, gọn gàng hơn. Thế nên là
cái bộ ngày hôm nay nó sẽ là một cái bản nâng cấp khá là toàn diện về cái phần ngoại hình so với cái bộ trước. Đấy, như vậy là mình đã điểm danh xong về cái linh kiện của bộ PC ngày hôm nay. Thì bây giờ là mình sẽ cho tiến hành lắp đặt và sẽ show cho anh em xem là sau khi lắp xong nhìn nó sẽ như thế nào. Rồi, chiến thôi anh em. Và đây là bộ PC của chúng ta sau khi đã lắp xong. Đây anh em có qua một chút về tổng quan của bộ PC mà đã nâng cấp khá là toàn diện về cái phần ngoại hình so với cái bộ PC mà mình sử dụng H5 Flow và dùng cái tản nhiệt khí. Đấy, thì anh em có thể thấy là vẫn là cái form đấy, vẫn là con H5 Flow. Đấy, vẫn là hai cái fan trước là hai fan 140. Đấy, nhưng mà hôm nay thì thay vì là chơi cái tản khí như là cái bộ lần trước thì mình có dùng tản nhiệt nước rồi. Và đây là H5 Flow khi mà anh em kết hợp với cả 5 con fan của Montech anh em nhé. Đấy, thì anh em có thể thấy là nó khá là hợp với fan của Montech. Hai fan trước là hai fan 140 này. Đấy, hai fan rất là to luôn, thì đảm bảo bộ hôm nay đúng là mát lạnh luôn. Hai fan trước lấy được rất nhiều gió vào này. Tiếp đến là chúng ta sẽ có là hệ thống 3 fan Montech 120 ở đây. Thì mình sẽ có là hai fan ở trên nóc này. Hai fan này thì mình thay bằng hai cái fan thổi rát của cái tản nhiệt nước LT520. Đấy, thay hai con fan đen xì xì bằng hai con fan Montech này. Một fan sau cũng là fan Montech AX120. Đấy, như vậy là về tổng quan ở phía bên trên và đằng sau thì chúng ta sẽ có đồng bộ là 3 fan 120 và 2 fan 140 ở đằng trước. Đấy, như vậy là hệ thống là nó full fan Montech thì nhìn khá là ổn áp. Anh em nào mà không thích kiểu led liếc quá nhiều mà thích cái kiểu mà led ring ring mà nó đơn giản như thế này thì mình thấy là fan Montech rất là ok. Led đẹp mượt mà airflow lại ngon. Đấy, tiếp đến là về bên trong thì thay vì là một cái tản nhiệt khí che hết khu vực main thì mình sẽ có một con tản nhiệt nước All-in-One 240 lắp ở trên nóc, và cái mã tản nhiệt này thì nó quá quen thuộc với anh em rồi, Deepcool LT520. Và thực chất thì cái bộ này dùng con LT520 nó hơi thừa, bởi vì là 14.500 rất là mát, kể cả anh em có chơi 14.600K và bộ này thì nó vẫn rất thoải mái luôn, bởi vì LT520 là một cái mã tản nhiệt nước mà nó có hiệu năng rất là cao. Đấy, và có cái block nước siêu đẹp luôn. Cái này thì gọi là chữ danh rồi, mình quay không biết bao nhiêu lần về cái block nước của con này rồi, siêu siêu đẹp luôn. Block nước là sẽ có những cái ô vuông là dạng vô cực. Đấy, dạng vô cực ở bên trong rất đẹp luôn. Đấy, anh em nhìn được chưa? Và bên cạnh cái block nước này thì chúng ta sẽ có một cái kit ram của V-Color Manta, nhưng mà quay lên thì có vẻ như là nó hơi chói một chút, bởi vì là cái máy quay nó đang đo sáng về cái khu vực mà cái vùng nền đen. Cái vỏ này đen xì xì, thế là nó đo sáng nó sẽ hơi tăng độ sáng lên một chút để quay rõ cái phần màu đen. Thế nên là nhìn cái RAM của mình nó hơi chói. Anh em nào mà nhìn bên ngoài thì cái LED của nó sẽ chuyển màu rất là ngon nhá, chuyển màu rất mượt và đẹp luôn. Cái main thì vẫn là con main đấy rồi, vẫn là con B760 Tup, và đây là phiên bản ATX. Đấy, thì anh em có thấy là về cái phần giáp tản thì nó vẫn giống như là cái bản M mình hay dựng cho anh em thôi. Chỉ có điều là cái bản ATX này thì cái phần dưới nó sẽ kín. Đấy, nó sẽ fit luôn với cái vỏ này. Như vậy là anh em lắp vào thì nhìn cái cây nó đầy đặn và nó đẹp rất là nhiều, thay vì là cái việc là anh em lắp main MATX vào một cái vỏ ATX. Các đồ họa thì vẫn thế thôi, thiết kế thì gọi là y chang với con 3070 Ti rồi, chỉ có điều là cái mã ngày hôm nay thì nó sẽ yếu hơn, nó là 3070. Về cơ bản thì bộ này thì nó cũng gần như là xem cấu hình với bộ kia. Chúng ta sẽ có là một con coi 514500 thì hiệu năng sẽ nhỉnh hơn 13500 một tí. Đấy, vẫn là 32GB DDR5 và cạc là 3070 thì nó sẽ yếu hơn 3070 Ti một chút. Còn lại thì chủ yếu là bộ này mình quay cho anh em về cái phần ngoại hình thôi. Đây sẽ là một cái gợi ý ngoại hình khá là ổn áp cho anh em. Anh em nào mà thích cái kiểu mà full fan của Montech này, mà thoáng mát này, mà chơi với H5 Flow thì có thể tham khảo cái kiểu ngoại hình này. Thế thì hôm nay cũng chỉ xoay quanh cái vấn đề ngoại hình này thôi. Anh em nào mà có nhu cầu mà build PC kiểu này thì cứ liên hệ mình qua Zalo, Facebook thì mình sẽ tư vấn kỹ hơn cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.